Xin chào các bạn, chào các bạn trở lại với nhóm review. Thì đây là bộ công tắc wifi 4 relay Airwheeling. Thì ở video trước mình có hướng dẫn là điều khiển bằng điện thoại. Đó. Thì hôm nay mình xin giới thiệu thêm một cái chức năng mở rộng của cái bo điều khiển này. Trong cái trường hợp mà bạn không có điện thoại nhưng mà bạn vẫn muốn điều khiển từ xa thì mình đây ở trên bo này, nhà sản xuất đã đưa ra các cái chân này được nối trực tiếp vào nút nhấn, thì mình có thể lắp thêm bộ thu RF. Đây, bộ thu RF 433 và loại M4. Mình cần một cái tay phát để điều khiển. Thì cái bộ thu phát này có khoảng cách từ 10 đến 15 mét trong cái điều kiện mà không có vật cản. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn lắp thêm cái module thu phát này vào, module thu này vào bộ điều khiển này. Thì đây là module thu RF433. Tay phát rồi 433 bốn kênh này. Và mình cần chuẩn bị thêm một cái này, con chở băng 10k. Đầu tiên là mình phải hàn con chở băng 10k vào trên mạch này. Thì cái module này lúc ban đầu mua về thì chưa được mã hóa nên là bất kỳ cái tay phát nào cũng có thể điều khiển được cái bộ thu này. Thì mình sẽ tiến hành mã hóa cho nó để chỉ được cái tay phát này mới sử dụng được cái bộ thu này. Bên trong tay phát đây, bây giờ để an toàn các bạn tháo vít ra đây. Đây mình đang hàn, thì ở đây có các cái chân này, từ một đến 8, thì ở trên kéo lên dương, ở dưới kéo lên âm, thì mình sẽ hàn hai bên phải giống nhau. Đây nhá, mình sẽ đây là mã hóa ở chân thứ 8 này, bên này cũng chân thứ 8 tương ứng với nhau và sẽ chỉ nhận của nhau thôi, thành một cặp đấy. Bây giờ mình sẽ kết nối lên mạch đây, thì các bạn để ý nhé, chân GND là đầu tiên này, chân GND thì module sẽ quay ra như này. Đó. Thì ở đây là mình đã chuẩn bị cái dăm này, dăm cái để tiện cho việc cắm này. Các bạn mình có thể hàn trực tiếp vào, ở đây mình hàn dăm cái vào cho dễ.
Yeah. Bây giờ mình sẽ check thử. Đây nhá, thì ở trên điện thoại đây. Mình sẽ điều khiển trên điện thoại nhá. Chưa kết nối rồi. Đó. Đây này. Trên tay phải này. Và trên kênh 4 này. Đó. Thì khi mà mình điều khiển trên tay phải thì trên điện thoại nó cũng nhảy cái trạng thái tương ứng. Đó. Thì ngoài ra mình cũng có thể sử dụng bốn nguyên nhấn này. Đó. Thì trên đây mình vừa giới thiệu cái việc là gắn module thu RF vào bộ điều khiển wifi này. Các bạn có thể dùng cái loại RF 433 hoặc 315. Thì bộ 433 thì có thể đấu trực tiếp luôn và không phải kéo dây ra. Còn bộ 315 này thì cái thứ đựng chân nó khác nên là phải kéo dây. Thì, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem.